Căn phòng chật chội, chỉ kê vừa đủ chiếc giường này, là nơi ăn ở hàng ngày của hai vợ chồng ông Lâm. Dù tênh toàng, rách nát, nhưng vẫn còn hơn là ở ngoài đường. Hôm nọ ở dưới kia, thế là họ không cho ở nữa, không có tiền giả, họ đuổi mình lên đây. Đến đây là bà chủ cho ở là 4 tháng là 500. Mưa gió cũng dột, cũng nước chảy ấm ầm đấy, nhưng mà thôi cứ tạm mình suốt ngày đi làm. Xuống Hà Nội làm nghề dọn rác để mưu sinh từ tháng 4 năm ngoái. Nhưng vì công ty nợ lương, không có tiền sinh hoạt hàng ngày, lại thêm đau ốm, nên đến nay hai vợ chồng có thêm một đống nợ. Số rau này là thức ăn của bữa trưa nay. Nó đã héo nhưng vẫn còn có thể nấu được. Bốn công nhân quét rác, nồi cơm trắng và bát rau nấu vội. Họ cùng nhau ăn để lấy sức cho buổi chiều và đêm dầm mình dọn rác. Phần lớn những công nhân quét rác ở ngoại tỉnh, nhiều người trong số họ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nên đi làm lại bị nợ lương, khiến cuộc sống càng trở nên cơ cực. Nhà mình ngắt như thương bẩn thế này thì quay nhà cái này. Thế em mình làm 6-7 tháng rồi chẳng có lương gì cả, xong rồi cuối cùng về mẹ con khúc khắc với nhau, rồi cuối cùng nhà thì ấy, đồng tiền chẳng có bất nào không. Nhiều lúc không có tiền về là bà cũng hay kiểu đai nghiến này, nhưng cuộc sống cũng... Trong cùng tổ dịch vụ, còn có ông Đăng bị cụt mất một chân, phải đeo chân giả. Nhưng hàng ngày người đàn ông này vẫn đang vắt kiệt sức lực của cơ thể mình để vật lộn với rác, đổi lấy đồng tiền. Có được bà nó bốc xúc mùi dã man luôn. Tết đến mà không lấy được tiền để mà tiêu Tết, bây giờ phải mượn tiền để tiêu Tết. Vì không có tiền thuê trọ, đêm nay ông đành ngủ ở túp lều dựng tạm phía sau khu điền kinh của thành phố, chờ trời sáng để bắt xe buýt về nhà. Lương này là tự mình thì mình làm, không lấy được tiền thì không dám thui, thì ủng chật quá. Bình thường như bên đây thì tháo lấy dễ, chỉ bên đây là nó cứng. Sau rác, giờ đến lượt ông phải vật lộn với chính cái chân của mình. Chịu, dạy bỏ mình. Cuối cùng, ông Đăng đã tìm ra cách tháo ủng để ngày mai không phải mất tiền mua đôi ủng mới.